Tại sao mình lại ra nông nỗi như vậy? Sao cô lại ra nông nỗi này? Xin hãy tha thứ cho con. Con không muốn điều đó. Thật sự con không muốn. Không giận em nữa, nhưng mai mốt em không được nói dối đó. Dạ. Từ nay về sau, em hứa em sẽ ngoan ngoãn, không có vu oan cho chị hai nữa. Nhưng chị hai phải thương em đó. Chị thương em nhất trên đời luôn. Tụi mình giống y chang nhau mà. Em là chị là em. Mình sẽ mãi là chị em bên nhau. Em cũng thương chị hai nữa. Chị hai nhìn hai con bướm bướm kìa. Tụi nó cứ bay vòng vòng bên nhau hoài à. Chắc tụi nó cũng là chị em như hai tụi mình vậy đó. Con nào là chị, con nào là em. Tụi nó giống nhau như mình vậy đó. Sao phân biệt được? Chắc tụi nó thương nhau, cho nên tụi nó bên nhau hoài đó. Giờ mình thả nó nha chị hai. Ờ. Quá chị hai. Tại sao chị lại đến đây? Tôi hại chứ như vậy mà. Em là em của chị mà. Chị đã hứa là yêu thương lo lắng cho em suốt đời này. Nguyệt ơi, em đừng có lo cho chị. Chị bị bệnh ghê cũng sắp chết rồi. Em không cần phải khó chịu vì sự tồn tại của chị nữa. Nguyệt à, em nhớ là đừng bao giờ làm chuyện sai trái nữa nha.